Đây là những gì mà khách hàng của ngân hàng sẽ trải nghiệm với công nghệ AI. Ngay khi khách hàng bước qua cửa phòng giao dịch, hệ thống camera sẽ nhận diện khuôn mặt và hệ thống dữ liệu của ngân hàng sẽ lập tức xác định được mọi thông tin về lịch sử giao dịch của khách hàng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các thông tin đó và đưa ra gợi ý cho giao dịch viên về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ở một tình huống khác, một khách hàng của ngân hàng hoàn toàn có thể đăng ký và phê duyệt một khoản vay tín dụng mà hoàn toàn không phải đến văn phòng giao dịch trực tiếp. Đó chính là bởi hệ thống ứng dụng AI đã phân tích các dữ liệu trong lịch sử tín dụng của khách hàng để làm căn cứ phê duyệt khoản tín dụng. Ở mức độ cao hơn, ngân hàng thậm chí còn có thể phê duyệt trực tuyến một khoản vay hoặc cấp thẻ tín dụng cho khách hàng mới hoàn toàn, dựa trên việc phân tích Big Data từ nhiều nguồn khác nhau. Và tất nhiên, với khối lượng dữ liệu khổng lồ đó thì không thể không có vai trò của AI. Nhiều công ty môi giới chứng khoán cũng đã bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý, phân tích thông tin và đưa ra những gợi ý đầu tư. Sentient Technologies, một công ty AI có trụ sở tại San Francisco, đang điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm đã phát triển một thuật toán mà có thể thu thập hàng triệu điểm dữ liệu để tìm ra các kiểu hình giao dịch và dự báo xu hướng, qua đó giúp nó đưa ra các quyết định mua bán chính xác. Có thể thấy trí tuệ nhân tạo đang từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng của các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cũng như mang đến những trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng. If you look at mobility, you look at cloud, you will see that financial institutions are the first enterprises who have adopted this technology. Similarly in AI, you will see the same trend. There will be a group of applications which will be consumer facing. There will be group of applications which will be employee facing. Specifically on the marketing, analytics and getting customers to buy new products, cross-sell, detect fraud and also customer service. You will see a lot of application for AI in banking. Và đó là lý do VP Bank Startup chọn chủ đề AI cho Hackathon tháng 7 năm 2018. Hãy cùng gặp các chuyên gia của VP Bank ở clip sau để biết những thông tin chi tiết của Hackathon lần này từ những người trong cuộc.